Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì mời mọi người cùng Hân tìm hiểu bộ sưu tập VM đến từ Molly. Thì ở đây đầu tiên đó chính là tủ Navamo BC331002WH. Thì có thiết kế khá là đơn giản và tiện lợi, thì chúng sẽ là một cái option hay để mà tiết kiệm không gian cho chúng ta. Tiếp theo đó là chính là cái mẫu Navamo chữ nhật như thế này. Một cái ưu điểm của Moen đó là hai bên chúng ta có thể thấy thì sẽ là có những cái khoảng không để trống như thế này, và chúng ta có thể đựng ly này hoặc là đựng một số những vật dụng cần thiết tại đây luôn, không cần sử dụng kệ gương hay là những cái kệ khác trong phòng tắm. Cho nên đây cũng được xem là một ưu điểm. Thiết kế của cái chậu lavabo này có hàng một dạng dốc để mà giúp cho nước nó được chảy xuống được tiện lợi hơn. Tiếp theo đó thì cũng sẽ kết hợp chung với lại vòi lavabo GN68121. Đây, ổ vòi. Đây là ổ vòi cù có thể điều chỉnh được nóng lạnh. Tiếp theo đó thì các bạn cũng có thể kết hợp chung với lại gương có đèn led có mã số đó là BCM01006Y. Đây là chữ nhật. Thì chiếc gương đèn led sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho chị em phụ nữ chúng ta. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người.